Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sáng nay khoảng 10-11 giờ trưa thì báo chính thống của Việt Nam đã lên tiếng về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp và đã có kết luận và đã ra chỉ đạo, đó là cấm sư Thích Trần Quang không được thuyết giảng bất kỳ dưới hình thức nào trong vòng 2 năm. Thế một số người gửi tin nhắn cho tôi rất là vui, cho rằng giáo hội đã kỷ luật sư Thích Trần Quang và hỏi tôi: anh Hùng ơi, anh Hùng có vui không? Tôi không nói gì hết. Thế rồi trưa tôi có làm chương trình Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2. Tôi đưa lên đề tài mà sư Thích Trần Quang nói về vấn đề chính trị. Và khi nói về một người câu cá đó, an nhàn câu cá, thì có cái luật nhân quả như thế nào? Ám chỉ, đây là ám chỉ thôi, là những lãnh đạo của Việt Nam như Bác Hồ đó, mà an nhàn ngồi câu cá thì coi chừng như thế, coi chừng bị họa nhân quả, rách mồm đủ thứ hết. Thì cũng có những người lại nhắn tin cho tôi: sao anh Hùng ngoan cố thế, giáo hội đã kỷ luật sư Thích Trân Quang rồi mà anh Hùng vẫn tiếp tục nói về sư Thích Trân Quang như vậy, thì anh Hùng có phải là loại đàn bà không? Thưa quý khán giả, như vậy là tôi có biết về việc giáo hội kỷ luật sư Thích Trân Quang 2 năm không được thuyết giảng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm chương trình và tôi buồn, chứ không tôi có vui. Khuôn mặt này là khuôn mặt buồn, buồn lắm. Chứ không phải giống như những người khác là vui mừng. Tôi buồn. Trước khi tôi nói lý do tại sao tôi buồn, và tôi tiếp tục sẽ có những bài nói về sư Thích Trân Quang, ai cho rằng tôi là đàn bà thì tôi chấp nhận thôi, nhưng tôi phải nói về sư Thích Trân Quang. Cho đến khi nào mà có một câu trả lời dứt khoát từ bên phía của cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam. Vì những phát ngôn của sư Thích Trân Quang và những hành động cơ của sư Thích Trân Quang không những làm thiệt hại đến uy tín danh dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đây mới là nguy hiểm, mà còn làm nguy hại đến uy tín danh dự của lãnh đạo Việt Nam, của Bộ Quốc phòng Việt Nam và của nhà nước Việt Nam. Nên nếu có quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nó chỉ mới có một vế thôi, chưa nói đủ lên vế thứ hai. Vế thứ nhất này chưa chắc đã là một điều tốt trong một cái khía cạnh nào đó nha, một khía cạnh nào thôi mà nó nhìn vào á thì nó chưa chẳng là đã tốt. Tôi sẽ cắt nghĩa tại sao. Trước khi cắt nghĩa tại sao thì tôi xin đọc báo Giác Ngộ Online về quyết định kỷ luật 2 năm sư Thích Trân Quang không được thuyết giảng dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi muốn đọc báo Giác Ngộ Online văn bản chính thức để nói lên một sự khách quan khi mà đưa tin. Báo Giác Ngộ Online là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa quý khán giả, hôm nay văn bản từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông tin từ Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi đến báo Giác Ngộ cho biết giáo hội đã quyết định biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.
Đó là tựa đề từ bên phía báo Giác Ngộ. Báo Giác Ngộ được viết như sau. Theo đó, giáo hội quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm. Giáo hội cũng yêu cầu chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Trân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y Tam Bảo từ thay đổi nội dung không đúng với năm giới căn bản của người Phật tử tại gia do Đức Phật chế định. Đồng thời, Thượng tọa Thích Trân Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Song song đó, Thượng tọa Thích Trân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Trân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát thi hành kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trân Quang trong 2 năm. Giáo hội cũng giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật hiện hành. Đó là các nội dung liên quan tới việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phiên họp ngày 18 tháng 6 năm 2024, diễn ra ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là phiên họp nhằm xem xét xử lý và kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang trước phản ảnh bằng văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như phản ảnh trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng về nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật Pháp, ảnh hưởng đến uy tín giáo hội. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như ý kiến của đại diện các ban chuyên môn phát biểu tại buổi họp, giáo hội khẳng định một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp. Văn bản thông báo kết luận này cũng được đệ trình Ban Thường trực Hội đồng chứng minh. Thông báo đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan chức năng liên quan. Được biết, trong nội dung của Phái Quy y Tam Bảo do Chùa Thiền Tôn Phật Quang phát hành, Thượng tọa Thích Trân Quang ký tên là Bổn Sư Truyền Thọ, phần 5 cấm giới, giới thứ 3 không tà dâm bị sửa thành không phản bội. Như vậy là giới thứ 3, hôm nọ tôi nói lộn giới thứ 2. Giới thứ 3 là không được tà dâm thì đã được sửa lại là không phản bội. Và báo Giác Ngộ có đưa tin thêm thôi. Trong cái vấn đề này thì liên quan tới khóa sinh hoạt mùa hè năm 2024 tại chùa Thiền Tôn Phật Quang, ngày 11 tháng 6 năm 2024, chính quyền thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thông báo kế hoạch tổ chức lập đoàn kiểm tra giám sát với sự tham dự gồm nhiều thành phần, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó 2 ngày, Thượng tọa Thích Trân Quang trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang đã có thông báo bế mạc khóa tu mùa hè năm 2024 tại chùa Phật Quang vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, trước thời hạn xin phép đến ngày 3 tháng 7 năm 2024 vì nhiều lý do khách quan.
Đó là bản tin từ báo Giác Ngộ Online. Thế tôi có vui không? Thưa quý khán giả, tôi không vui và tôi lại buồn. Tôi rất buồn. Tại sao tôi rất buồn? Tôi nhớ hồi ở bên Mỹ đó, khi báo chí, truyền thông và một số giáo dân, tức là những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, họ lên tiếng về việc sàm sỡ của các linh mục với các trẻ em và các phụ nữ. Thì giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, sau khi mà đã có những sự ồn ào đó, liền có những quyết định, đó là luân chuyển các linh mục ra đi. Hoặc là có một số linh mục á, thì giáo hội nói rằng thôi cho về nghỉ hưu sớm, vậy là đã đủ rồi, đừng để tiếp xúc với giáo dân nữa. Việc làm của Hội đồng Giám mục của Hoa Kỳ lúc đó đã làm cho một số người, nhất là những nạn nhân, họ phẫn uất. Họ nói rằng cấm mấy ông này lên giảng, hoặc là luân chuyển mấy ông này đi, hoặc cho mấy ông này về hưu thôi. Thì mấy ông này là những người ngồi chồm hổm lên trên pháp luật. Như vậy pháp luật của Mỹ không áp dụng cho những ông, mấy ông linh mục, mấy ông giám mục, mấy ông mục sư à. Mấy ông mượn được cái áo đạo để tạo đời, bây giờ là các ông phạm tội đời luôn. Phạm những tội dâm ô, những tội hãm hiếp phụ nữ mà luật đời cấm. Thế mà đó, các ông được áo đạo, tức là Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ che chở. Thật là tầm bậy. Họ nói rằng là các linh mục đó không những là phải cấm, không được giảng, nhưng còn phải trục xuất khỏi giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Chứ không thể nào gọi là về hưu. Về hưu thì vẫn còn được chăm sóc những cái quyền lợi này, quyền lợi nọ trong giáo hội, nguyên trong giáo hội Công giáo thôi là đã không được rồi. Huống chi bây giờ lại không áp dụng những luật lệ của ngoài đời đối với những người thương thôi. Thì những tội đó là phải phạt hình sự nặng, ít nhất là bao nhiêu năm tù đó. Thế là mấy ông này được bao che rồi. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ bao che cho các ông linh mục này. Họ phẫn uất. Họ cho rằng giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đi một cái nước cờ trong trong triết học đó, họ gọi là biện chứng pháp. Dialectic system, tức là biện chứng pháp. Biện chứng pháp là sao? Là lùi lại một bước. Lùi lại một bước để làm sao? Để tiến ba bước. Vì họ nói rằng có những linh mục trong quá khứ là được giáo hội Công giáo bao che. Khi mà có những hành vi dâm ô như vậy, thì lật đật thuyên chuyển sang chỗ khác. Rồi một hai năm sau thôi, những linh mục đó lại phạm tội còn kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn luôn. Khiếp đảm hơn. Và khi ấy, những ai muốn lên tiếng, nhất là những nạn nhân, lại không dám lên tiếng, lại càng bị bắt bớ. Thì đây là một bước lùi lại một bước, mà tiến ba bước, rất là nguy hiểm. Phải xử lý đến nơi đến chốn, từ trong giáo hội Công giáo ra đến luật ngoài đời. Hãy để luật đời nhập cuộc và giải quyết những người này như người thường, thì các giáo dân mới tin tưởng vào Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đó là trường hợp đã xảy ra ở bên Mỹ. Trường hợp này không phải mới đây, không phải là một năm, hai năm, mà liên tục bao nhiêu năm qua thì Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bây giờ không dám bao che cho bất kỳ một linh mục nào. Có linh mục nào thì lật đật báo cáo với chính quyền và nói rằng bắt giam cái tên này ngay. Tên này không có nằm ở trong giáo hội Công giáo. Bây giờ trở lại câu chuyện của Thượng tọa Thích Trân Quang.
Tôi lâu lâu phải ngưng lại vì chút xíu là cái miệng nó nói quen cái hay kêu là Thích Trí Quang, vì hồi xưa thầy Thích Trí Quang rất là nổi tiếng, thầy đã viên tịch rồi. Nên trong những clip trước mỗi một lần nói mà nói nhanh á, thì cái miệng của tôi nó ra cái là nếu mà nói nhanh là thì ra thành Thích Trí Quang. Nên tôi phải gọi là Thích Trân Quang. Đó. Xin lỗi quý khán giả, đó là sự thật của con người. Nhiều khi nói từ trong vô thức là như vậy. Trở lại câu chuyện của Thượng tọa Thích Trân Quang. Thượng tọa Thích Trân Quang không phải là một thượng tọa bình thường nữa. Thượng tọa Thích Trân Quang là thượng tọa không những nổi danh ở trong giáo hội nhưng lại nổi danh cả ngoài đời. Những thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang không những làm hại đến giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn làm hại đến Bộ Quốc phòng Việt Nam, làm hại đến lãnh đạo Việt Nam. Tôi đã đưa ra những clip liên quan đến vấn đề làm hại đến lãnh đạo Việt Nam, làm hại đến quốc phòng của Việt Nam như thế nào rồi. Đó là về vấn đề thuyết giảng. Còn trong hành động thì Thượng tọa Thích Trân Quang bị tố cáo sàm sỡ nhiều phụ nữ, sàm sỡ nhiều ni sư. Và chuyện tôi này tôi chưa có đủ bằng chứng, có những người nói trên mạng thôi, đó là có nhiều người con rơi. Vấn đề liên quan đến thuyết giảng thì hai vế nha, liên quan đến giáo hội và liên quan đến nhà nước cũng như Bộ Quốc phòng. Nhưng giáo hội Phật giáo Việt Nam thì mới xử lý về vấn đề thuyết giảng thôi, còn về vấn đề hành động sàm sỡ với các ni sư, hãm hiếp các phụ nữ, có con rơi và gì nữa, và là một nhà đầu tư, nhiều cái không biết rõ ràng. Thế thì đây là một việc cần phải xử lý, không những về vấn đề thuyết giảng ngưng 2 năm, không ngưng 2 năm thì vẫn là trụ trì của chùa Phật Quang, quyền uy vẫn ở tại đó, ai dám hó hé gì, lại là một đại gia nhiều tiền nữa, và những hành vi khác dâm ô đủ thứ hết đó, thì vẫn cứ đó mà ung dung tự tại. Như vậy một hình thức nào đó, cách giải quyết của giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây xin lỗi nha, tôi là người Công giáo, tôi đã nói về vấn đề của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ rồi, thì tôi lại thấy cách giải quyết này của giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng khác gì cách giải quyết của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trước đây mấy chục năm mà người ta lên án rồi. Đến độ giáo hội Công giáo Hoa Kỳ phải lật đật thay đổi. Kẻo không, người ta cho rằng giáo hội Công giáo Hoa Kỳ là bao che cho những người linh mục, cho những người giám mục, vân vân và vân vân. Rồi sau này những linh mục mà đã được bao che đó lùi một bước, tiến ba bước, còn xâm hại tình dục, còn làm những việc tàn ác hơn nữa gấp 3 lần. Thì việc làm này theo tôi, giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi khẩn xin các ngài, các vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam cân nhắc lại, kẻo người ta nói cũng giống y chang như trường hợp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, để mở ngoặc đóng ngoặc bao che cho Thượng tọa Thích Trân Quang, vì trong giai đoạn này Thượng tọa Thích Trân Quang bị đưa ra ánh sáng sáng quá, mọi người nhìn thấy được các vấn đề, thì giáo hội Phật giáo lên tiếng như hình thức che đậy lại, 2 năm không được giảng thuyết nó rất nhanh. Còn thực quyền làm chủ trì chùa Phật Quang còn nơi đó đủ quyền tài chánh đủ thứ hết thì sao, các nạn nhân sẽ rơi vào một bẫy kinh khủng hơn, lúc đó lên tiếng rất là khó. Bây giờ lên tiếng dễ, còn có nhiều người đồng tình và các nạn nhân có cảm thấy được sức mạnh để mà lên tiếng. Nhưng lúc đó, tức là 2 năm sau, khó lắm. Khó lắm, nên là quyết định này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tôi nói đó, một hình thức nào, đối với tôi nhé, tôi có quyền suy nghĩ như vậy.
y như quyết định của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trước đây. Một hình thức nào đó bao che để cho vượt qua cái cơn sóng gió bây giờ. Để rồi sao? Để rồi lùi một bước, tiến ba bước nguy hiểm hơn nhiều. Nên tôi buồn. Đó là trên phương diện giáo hội tôi đã buồn rồi. Còn trên phương diện về nhà nước, luật pháp, về Bộ Quốc phòng tôi càng buồn hơn vì hình thức này á, là bao che cho những cái chuyện gì đó lợi dụng áo đạo để tạo đời, tấn công vào lãnh đạo Việt Nam, tấn công vào Bộ Quốc phòng Việt Nam. Và những hành động bình thường thôi, là một người thường thì đi tù rụt xương. Hãm hiếp không phải là một người mà nhiều phụ nữ, nhiều Nico đã có bằng chứng lên tiếng rồi. Nếu mà quý khán giả đồng ý thì tôi sẽ tiếp tục đưa ra những bằng chứng đó. Tôi sẽ lên tiếng tiếp. Và tôi nghĩ rằng cái việc lên tiếng này tới đây chưa chấm dứt, cỏ mới nhổ cái trên, mới cắt tỉa trên đầu thôi, cho nó còn nó đẹp thêm thôi, chứ chưa có phải là nhổ tận gốc. Nhổ tận gốc thì việc làm theo tôi đúng đắn nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên bố Thích Chân Quang không còn là trụ trì chùa Phật Quang nữa, không còn là ông sư, tẩn xuất ra khỏi giáo hội, trở về đời thường đi. Thì đó mới là đúng. Ông này còn kinh khủng hơn người thường. Sàm sỡ không những với một phụ nữ mà nhiều phụ nữ ở ngoài đời. Ở ngoài đời những người đàn ông thì chỉ có một vợ thôi, chỉ sinh sống với một người phụ nữ thôi. Còn nếu mà làm cảnh gì khác thì gọi là ngoại tình. Thì ông sư Thích Chân Quang này không những là một vợ, cách sinh sống như vậy có thể gọi là vợ chồng. Không những là một vợ mà nhiều vợ, sàm sỡ với nhiều người, tức là ngoại tình với nhiều người. Thì ông này đâu có thể gọi là sư được. Ông này là ma tăng, không thể nào mà ngồi trụ trì chùa Phật Quang được nữa. Ba tánh đóng góp xây dựng lên trên chùa Phật Quang thì đây là tài sản của giáo hội, là của ba tánh của các Phật tử, thì hãy tẩn xuất Thích Chân Quang ra khỏi chùa Phật Quang. Rõ ràng như vậy đối với tôi thì mới đúng được. Tẩn xuất, tuyên bố không còn là trụ trì nữa. Như một số vị sư, như chúng ta biết vừa rồi ở Đồng Nai, khi biết được những hành vi ghê tởm là sàm sỡ với phụ nữ thôi thì bắt những người đó phải ra khỏi chùa và tước đi cái quyền trụ trì để những người đó trở về với đời thường thì mới đúng. Để rồi sao? Để rồi á, khi qua bên cái hình thức bên pháp luật của nhà nước á, thì Thích Chân Quang này phải đối diện với nhiều tội. Đây là một tên tội phạm núp dưới bóng áo cà sa, mặc áo đạo để mà che giấu những tội lỗi của đời, mà tên này rất là nguy hiểm. Vậy thì đó là lý do tại sao tôi rất buồn. Tôi rất buồn. Tôi quyết tâm là sẽ tiếp tục nói lên những hành động và những lời nói của sư Thích Chân Quang cho đến khi nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại có một phiên họp để cân nhắc lại, xem thử hành động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định như thế có bị mang tiếng giống như là Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khi quyết định về các linh mục hay không. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.